các bạn đã trả lời Vlog Thắng miền Tây. Bữa nay hôm nay mình lên chùa Sang Ke, xã Trần Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, coi bà con cô bác ăn rung ta như thế nào. Và chúc bà con cô bác gần xa ăn đôn ta một cái đôn ta thật tràn đầy ý nghĩa và nhiều điều may mắn và luôn luôn được nhiều sức khỏe nhé. Mời các bạn và cô chú anh chị cùng vào chùa để coi lễ ăn đôn ta như thế nào của đồng bào Khmer nơi đây. Mời các bạn. Sau khi dâng cơm chay tăng một buổi là kết thúc buổi lễ sen đôn ta của đồng bào Khmer nha các bạn. Đó, bà con cô bác lại rất đông luôn. Đây là ông Lục cũng dùng buổi trưa rồi. Và anh em chuẩn bị lấy những cái súp cơm về thôi. Đây, rất đông vui. Lễ đôn ta là như vậy. Mình chia sẻ cho các bạn tìm hiểu và nắm bắt thêm cái lễ đôn ta của đồng bào Khmer như thế nào. Đây các bạn, bà con Phật tử lại rất đông luôn các bạn ơi. Ở trong xứ và ở ngoài xứ xa cũng đều đến đây để xem cái lễ đôn ta và cúng bái những vật phẩm và dân các vị chưa tăng những buổi cơm chay. Đây là những vị sư cả, năm vị sư cả qua nhiều đời của chùa Sang Ke, xã Trường Khánh, huyện Long Phú đây các bạn. Là những vị sư cả người ta làm tượng, người ta để tôn thờ những vị sư cả ngày xưa tới bây giờ là năm qua năm đời sư cả, năm đời trụ trì nha các bạn. Đây bà con cô bác cũng một buổi dân chay tăng của là kết thúc buổi lễ sen đôn ta để mình review chia sẻ cho các bạn nắm bắt và tìm hiểu thêm lễ đôn ta như thế nào ở quê mình. Chúc bà con cô bác cũng vậy ăn một cái lễ đôn ta thật tràn đầy ý nghĩa và nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống, luôn luôn lúc nào cũng được nhiều, gặp nhiều may mắn. Đây, ở đây cũng có Phật nhập tiết bàn rất uy nghiêm. Đồng thời bên cạnh đó cũng thờ một bà đen. Ở đây người ta kêu là về mau đó các bạn. Đây là nơi thờ của vị linh thiêng ở bà đen, đó là về mau. Đây các bạn. Bị hình ảnh để trong kiến mình không thể quay rõ cho các bạn xem được. Ở trong kiến đó các bạn. Vậy là kết thúc một năm trôi năm mai được tràn đầy ý nghĩa và được suôn sẻ, không có chuyện gì xảy ra hết các bạn ơi, điều tốt đẹp. Bà con cô bác cũng kéo ra để đi về thôi. Ở đây cũng có một dàn nhạc ngũ âm.